Xin chào các bạn quay lại video tiếp theo của mình. Thì ở trong video này thì mình sẽ tổng hợp lại một số trang web để cho các bạn đi kiếm coi thụ động và miễn phí nhé. Ở đây thì có một số trang web thì cho các bạn kiếm chôn và Dogecoin và Bitcoin nhé. Và một số trang nó có thể là kiếm USD. Và đây đều là miễn phí hoàn toàn chứ không phải là đầu tư nhé. Mặc dù nó có cả gói đầu tư nhưng các bạn cứ chơi miễn phí cho mình. Những trang mới thì các bạn có thể là đầu tư và những trang đã cũ có thể là mình đã từng chia sẻ cho các bạn một số trong video này rồi. Đây có một vài video thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn khá là lâu về trước, nhưng mà thời gian hiện tại thì những trang web đó đều uy tín và rút được tiền nhá. Thì ở đây thì mình sẽ tổng hợp lại các số trang để cho các bạn kiếm coi miễn phí. Rồi trước tiên vào chủ đề chính của video, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bạn nhớ vào đăng ký, rồi bấm vào hình quả chuông, ở đây nó có tất cả bạn chọn vào cho mình để nhận được những video có thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha các bạn. Và ở trong video này thì mình có để hai cái mã thẻ cào ở trong video. Bạn nào mà xem video đầu tiên và xem ký video, nếu như bạn mà làm thẻ thành công thì bạn nhớ comment xuống phần bình luận video để cho những bạn vào sau đỡ phải mất công nhập lại nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào trang web đầu tiên để hướng dẫn các bạn đăng ký luôn nha. Và đây chính là trang web đầu tiên mình chia sẻ cho các bạn nhé. Đối với trang này thì các bạn có thể đi làm các nhiệm vụ như sau: thành tiểu ưu đãi và vòi liên kết ngắn và quảng cáo PTC. Thì ở đây các bạn có thể kéo xuống ở dưới này đây, các bạn xem hoàn toàn rất là mới luôn nhé. Tổng số người tham gia chỉ mới 3.000 thôi. Và số người đã kiếm được cái đồng chôn họ đã rút về ví của họ thì cũng hơi nhiều rồi nhé, 3.695 rồi. Rồi thì ở đây các bạn có thể kiếm các nhiệm vụ như sau: đây là vòi và vòi tự động, liên kết tắt, quảng cáo PTC và thành tiểu nhiệm vụ. Hệ thống cấp độ thì ở đây các bạn có thể tự kéo xuống và xem cho mình. Đơn vị của các bạn chỉ kiếm được đồng chôn và đồng Shiba này thôi, nghĩa là các bạn chỉ rút được về cái đồng chôn và Shiba thôi nha. Các đồng khác thì các bạn sẽ không thể nào mà kiếm được từ trên web này nhá, ok chưa ạ? Rồi đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký luôn nha, các bạn nhấn vào đăng ký cho mình. Và cái bước đầu tiên ở đây thì các bạn sẽ điền email của các bạn vào. Email các bạn sử dụng bình thường nhá, tí các bạn còn gửi một cái đường link về cho các bạn xác minh nhá. Xác minh hộp thư email của bạn. Rồi tiếp theo đó chính là tên đăng nhập, bạn điền không dấu và không hoa cho mình. Tiếp theo đó chính là mật khẩu, rồi xác nhận lại mật khẩu. Rồi để cái phần tiếp theo đó chính là má captcha nhé. Các bạn sẽ nhấn vào tôi không phải là con người, hoặc là bạn có thích cái má này thì bạn sẽ nhấn vào đây. À, nó chỉ có một cái má thôi, không giống như trang web khác. Các bạn cứ nhấn vào tôi là con người này, thì ở đây bạn sẽ chọn các hình ảnh mà nó hiện ở đây nhé. Giả sử như ở đây nó bảo mình chọn chiếc xe tải thì ok, các bạn sẽ chọn chiếc xe tải, sau đó các bạn sẽ nhấn vào tiếp theo nhé. Hoặc là các bạn sẽ nhấn vào bỏ qua này. Bỏ qua thì các bạn cũng phải làm nhé, không phải là bỏ qua là xong đâu. Các bạn sẽ chọn chiếc xe tải mà nó hiện cho các bạn nha. Và các bạn chọn xong thì các bạn sẽ nhấn vào kiểm tra là các bạn đã hoàn thành nhé. Rồi thì ở cái phần này các bạn sẽ nhấn vào đăng ký cho mình. Và ở đây mình không nhập Gmail của mình vào và tên đăng nhập mật khẩu của mình vào thì nó sẽ không đăng ký được. Và nếu các bạn đã đăng nhập vào xong tất cả như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào đăng ký là các bạn đăng ký thành công rồi. Thì đây mình sẽ đăng nhập cái tài khoản của mình thôi nha. Và sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ có giao diện như này. Thì ở đây bước đầu tiên các bạn có thể xem đây nhá, nó đã dịch ra tiếng Việt thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Vui lòng xác nhận địa chỉ email của bạn. Bạn có thể rút tiền, tức là các bạn phải xác nhận địa chỉ email của bạn thì bạn mới rút được tiền nhá. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào gửi lại cho mình. Rồi bạn sẽ đi vào địa chỉ email của bạn nhá. Rồi bạn sẽ nhấn vào đường link đó, ok chưa ạ? Và như ở đây nó đã hiện cho mình cái đường link ở đây nó gửi về cho mình rồi. Thì mình sẽ nhấn vào đây nhá.
cái ô đầu tiên đây. Cái phần cuối này hay sao? Ok, mình sẽ nhấn vào trình duyệt của mình. Rồi như vậy là mình đã xác nhận email của mình thành công nhé. Các bạn cũng làm tương tự như mình thôi. Và bây giờ thì các bạn sẽ đi kiếm USD nhé. Đây, các bạn xem nhé. Tổng số tiền kiếm được của mình là 0.002 USD. Đó. Và cấp hiện tại của mình là 11% level 1. Ok. Cái số thăng bằng và năng lượng khoản đặt cọc. Khoản đặt cọc là các bạn đầu tư nhá. Rồi đây thì các bạn có thể xem rút tiền trực tiếp nha. Đây nó có phần rút đây. Tiền tệ và rút tiền chôn trực tiếp. Và cái phần cuối đó chính là cái phần Shiba Bet 20 rút tiền trực tiếp. Và cái phần tiếp theo đó chính là cái phần các bạn rút cái chôn này về ví hoặc cái pay của các bạn nhé. Thì ở đây các bạn muốn rút về địa chỉ ví chôn trực tiếp của các bạn, giả sử như là sàn Binance hoặc là ví Chuvalet hoặc là MetaMask, thì các bạn có thể nhấn vào rút trực tiếp. Chỉ cần các bạn có địa chỉ ví chôn thì các bạn sẽ nhấn vào rút trực tiếp cho mình. Còn nếu các bạn mà không có nhiều ví, địa chỉ ví chôn nhiều ấy, thì các bạn sẽ rút nguyên về cái địa chỉ ví trên PocketPay của các bạn, thì các bạn sẽ nhấn vào ô cuối cùng này. Thì ở đây min rút của nó tối thiểu rất là nhỏ nhá. Đây, bao nhiêu số 0 nhỉ? 5 cái số 0. 5 cái số 0 xong mới đến 1 USD, đó cực kỳ là nhỏ luôn. Các bạn chỉ cần làm một nhiệm vụ là các bạn đã đủ min rút rồi nha. Đây. Rồi thì ở đây các bạn sẽ lên cái ví PocketPay của các bạn, các bạn lấy cái địa chỉ chôn rồi các bạn dán vào cái ô trống này cho mình đây. Đó, các bạn sẽ dán vào cái ô trống này cho mình, sau đó các bạn sẽ nhấn vào rút tiền thôi. Cái phần số dư này các bạn muốn rút bao nhiêu thì các bạn sẽ nhấn vào chọn số dư nhá. Giả sử như là 0.5 thì các bạn sẽ nhấn vào 0.5. Đó, 0.5 thì với giá trị hiện tại với chôn thì các bạn sẽ nhận được là 4.8 tờ đấy nhá. Sau khi các bạn nhận được về ví của các bạn, ok chưa ạ? Đối với trang này thì hoàn toàn rất là mới và rút tiền 100% về nhá các bạn. Còn đối với các bạn rút trực tiếp thì ở đây các bạn cũng xem tương tự nhá. Thì ở đây rút trực tiếp mình xem min rút của nó là 2 USD. Thì đối với các bạn mà cứ rút qua ví PocketPay đi thì cái min rút của nó sẽ thấp hơn. Shiba Inu là 5 USD, còn cái chôn này là 2 USD. Còn qua ví PocketPay chôn thì các bạn sẽ mất là 5 số 0 sau mới đến 1 USD, đó cực kỳ là thấp thôi qua ví PocketPay. Thì mình khuyên các bạn rút qua ví PocketPay nhé. Ok, như vậy là đã xong cái phần để cho các bạn rút tiền rồi. Cái phần rút tiền này thì nó ngay ở cái phần bảng điều khiển này rồi. Ok, thì mình sẽ nhấn vào ba gạch ở trên góc cùng này, này. Và ở đây nó có phần giới thiệu, bạn có thể đi lấy cái link đi giới thiệu bạn bè của bạn hoặc là bất kỳ ai trên mạng xã hội nhé. Chỉ cần họ thích kiếm chôn hoặc là kiếm Shiba Inu thì bạn có thể giới thiệu cho họ. Ok, về cái phần tiếp theo đó chính là cái phần thu nhập này này. Thành tựu và vòi tự động và vòi thủ công liên kết tắt và PTC nhiệm vụ. Ok, có số cái phần để cho các bạn đi kiếm coin nhá. Kiếm USD chứ không hẳn là kiếm coin. Thì ở cái phần thành tựu này thì các bạn đi khảo sát nhá. Thì chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn rồi. Thì cái phần thành tựu này mình sẽ không hướng dẫn nha. Thì mình cứ tin chắc là ít bạn quan tâm. Thì cái phần vòi tự động này mình nhấn vào. Và ở trang này nếu như bạn mà không có cái năng lượng thì bạn sẽ phải đi cái vòi thủ công đầu tiên, rồi bạn đi kiếm năng lượng, sau đó các bạn mới có thể là tham gia được cái phần vòi tự động này nhá. Vòi tự động thì nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Thì các bạn cứ việc chờ đợi số dây là nó nhảy xong nó tự động cho bạn nhá, ok chưa ạ? Đó, như vậy là mình không phải làm gì và mình đã nhận được là 0.01 USD đó. Vòi tự động là nó như thế nhá, cực kỳ là đơn giản thôi. Với công việc vòi tự động ấy thì các bạn không phải làm, các bạn chỉ việc chờ đợi cả số dây thôi nhá. Và hiện tại thì mình không có năng lượng đủ thì mình không làm được cái vòi tự động này, ok chưa ạ? Và mình thấy nó chạy quảng cáo hơi nhiều nhá.
Rồi ở đây các bạn có thể đi vào vòi thủ công này, các bạn đi kiếm USD và năng lượng của bạn nhé. Sau đó bạn mới có thể đi vào cái vòi thủ động được. Ok, hơi nhiều quảng cáo nha. Và sau khi các bạn nhấn vào vòi thủ công xong, nó sẽ có giao diện như này. Thì cái phần này các bạn sẽ đi kiếm được cả năng lượng nhé. Năng lượng này để cho các bạn đi chạy cái vòi tự động nhé. Cái vòi tự động thì các bạn phải có năng lượng các bạn mới chạy được. Rồi thì ở đây thì các bạn có thể hàng ngày các bạn có thể là có 100 lượt claim nhé. Tuyên bố còn lại của mình còn 99. Và cứ sau 1 phút thì các bạn mới có thể claim được một lần. Sẵn sàng, ok. Thì đầu tiên các bạn sẽ điền cái mã attribute này cho mình. Đây, liên kết attribute theo thứ tự như sau. 342 thì mình sẽ chọn ra, ở đây nó có số cho mình là 342 này. Rồi 2 này. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào tôi là con người. Nói chung là các bạn đi kiếm miễn phí thì các bạn phải chịu quảng cáo của nó nhé. Ở đây mình cũng thấy quảng cáo hơi là nhiều một chút. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cái hình ảnh mà nó hiện ở đây nhé. Chứa xe buýt, ok. Kiểm tra. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào nhận phần thưởng của bạn. Ok, như vậy mình đã nhận được phần thưởng của mình rồi nhá. Đây các bạn có thể xem. Tức là các bạn làm mỗi nhiệm vụ xong thì các bạn nhận được cái USD và các bạn cũng nhận được là cái năng lượng để cho các bạn đi chạy vòi tự động nhá, ok ạ. Rồi nếu như các bạn mà muốn làm phần tiếp theo thì cũng làm tương tự như vậy thôi, cực kỳ là đơn giản nhá. Và cứ sau 1 phút thì các bạn mới làm được một lần. Đây thời gian nó có sẵn ở trên này. Nhảy xong cái 45-40 giây này thì các bạn mới có thể làm được một lượt cho mình. Nó tự động sẽ hiện cho các bạn giải mã captcha attribute ở bên phần này nhá. Ok, mình sẽ chuyển trang tiếp theo, đó chính là đâu nhỉ? Vòi thủ công rồi, cái phần này chính là cái phần liên kết tắt nha. Ok, liên kết tắt. Rồi đây liên kết tắt thì mình có sẵn, hiện tại mình có 11 lượt liên kết có sẵn nhá. Còn các bạn vừa đăng ký xong thì hình như các bạn có 12 lượt. Ok chị ạ, ở đây là mình đã test thử rồi. Và ở đây bạn có thể xem nhé, bạn làm hết 11 lượt liên kết tắt này thì bạn sẽ nhận được là 0,01 đô la Mỹ và 1.100 năng lượng nhé. À, cái phần năng lượng thì các bạn có thể kiếm cái phần liên kết tắt này thôi nhé. Còn về cái phần vòi thủ công thì các bạn sẽ không nhận được năng lượng đấy nhé. Ở đây nó có tùy theo cái USD các bạn nhận được là tương ứng nhé. Và năng lượng đây. Năng lượng thì hầu hết các bạn làm xong một nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 100 năng lượng. Ok chưa ạ? Ở đây thì các bạn sẽ đi làm cái quảng cáo này thôi. Quảng cáo thì các bạn cũng đi làm nó rất là đơn giản rồi. Các bạn sẽ nhấn vào yêu cầu này. Thì ở đây nó có get link để cho các bạn đi làm. Giả sử như các bạn làm giải mã attribute và mã captcha như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn đấy nha. Ok. Cực kỳ là đơn giản rồi. Phần này các bạn tự làm nhé. Rồi tiếp theo đó chính là quảng cáo PTC. Ok, về cái phần quảng cáo này chắc hàng ngày các bạn sẽ nhận được là 5 hoặc là 4 lượt quảng cáo nha. Thì sau khi các bạn làm hoàn thành quảng cáo xong hết thì các bạn sẽ nhận được là 0,002 đô la Mỹ. Và ở đây quảng cáo nó có yêu cầu số giây tương ứng nha. Trang web kiếm tiền điện tử CoinPay và nhận được là 0.007 USD và thời gian đi là 15 giây. Ok, mình sẽ nhấn vào đi để xem như nào đã. Và các bạn sẽ đợi cái số giây mà nó chảy xong hết thì các bạn sẽ giải cái má mà nó hiện cho các bạn nhé. Ok, thì nó chảy số giây hết thì các bạn sẽ giải cái má mà nó hiện ở đây. Tôi là con người. Tiếp theo các bạn sẽ giải cái hình ảnh chứa xe buýt ở đây nhé. Thì tùy nó hiện cho các bạn hình ảnh chứa cái gì thì các bạn cứ điền cho mình thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn vào xác nhận cho mình.
nó lại chạy qua cáo khác thì các bạn lại thoát ra cho mình. Rồi như vậy các bạn đã thấy chưa ạ? Ông làm tốt lắm, ok. Thì mình đương nhiên là làm tốt rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi cái phần này thì các bạn sẽ nhấn vào vâng. Ok, còn hai lượt quảng cáo nữa các bạn tự đi làm cho mình nhé. Các bạn lưu ý nếu các bạn chơi hàng ngày các bạn nhớ vào đây để làm các nhiệm vụ này nhé. Hiện tại mình còn hai quảng cáo nữa. Và mình sẽ không làm nữa, mình sẽ chuyển ra trang khác nha. Rồi ở đây nó có phần nhiệm vụ này, mình sẽ nhấn tiếp vào phần nhiệm vụ cho các bạn xem. Sau là mình sẽ chuyển ra trang thứ hai nhé. Và đây đối với cái phần nhiệm vụ này thì cũng được khá là nhiều nhé. Đây các bạn có thể xem. Tạo video, các bạn tạo video sáng tạo trên YouTube thì các bạn mới nhận được là 3 USD nhé. Đối với 3 USD thì các bạn cũng được khá là nhiều đó. Khá là nhiều chôn rồi. Ok, thì ở đây các bạn mà đi quảng cáo được cái nhiệm vụ mà nó sáng tạo trên YouTube, tức là video của bạn mà bạn đánh giá trên app này, sau đó bạn đánh gửi đường link lên đây nhé. Bạn đánh giá trang web này nó uy tín như nào hoặc là tốt như nào thì bạn sẽ gửi link video của bạn lên đây, rồi bạn sẽ nhấn vào gửi bằng chứng của bạn. Ok, và nếu như sau khi mà bạn đủ yêu cầu của trang web thì bạn sẽ nhận được là 3 USD và 1.000 năng lượng và 100 kinh nghiệm nhé. Nói chung thì 3 USD nó cũng khá là nhiều rồi. Nếu như các bạn mà đổi thành chôn hoặc là Shiba thì các bạn rút nó cực kỳ là nhiều rồi. Và tiếp theo đó chính là mang 10 giới thiệu vào tài khoản của bạn thì bạn sẽ nhận được là 0,3 USD nhé. Và 100 điểm kinh nghiệm nhé. Ok chưa ạ? Và ở đây các bạn sẽ nhấn vào gửi email. Sau đó bạn sẽ nhấn vào gửi bằng chứng của bạn nhé. Ở cái phần email nào là phần email cấp dưới của bạn. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho bạn trang web đầu tiên rồi nhé. Với rút tiền thì nó ở sẵn phần trang chủ là rồi. Và hiện tại thì mình cũng đã kiếm được là 0,0042 USD rồi. Thì cấp độ hiện tại của mình lên đến 17% rồi. Ok. Rồi như vậy là mình cũng đã chia sẻ review cho bạn trang đầu tiên rồi, thì mình bắt đầu sẽ chuyển sang trang web thứ hai. Ok chưa ạ? Và đây chính là trang thứ hai mà mình chia sẻ cho các bạn nhé. Đối với trang này là các bạn đi đào chôn thử đồng nhé, không phải là đầu tư nha. Thì đối với trang này nó cũng hoạt động được khá là lâu rồi, các bạn không nên đầu tư vào đây nhé. Đây hoạt động 23 ngày trước rồi. Và số tiền người đầu tư và số tiền đã rút. Ok chưa ạ? Và bây giờ mình sẽ nhấn vào bắt đầu này. Thì ở đây các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví chôn của các bạn vào đây nhé. Và tiếp theo đó chính là mật khẩu tối thiểu là 4 ký tự trở lên. Sau đó bạn sẽ nhấn vào khai thác cho mình. Rồi đây các bạn có thể là các bạn thêm địa chỉ email của các bạn vào đây nhé. Để cho các bạn lấy quyền truy cập của các bạn nó đơn giản hơn. Sau này các bạn lỡ quên mật khẩu đi. Thì đối với hiện tại thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào là đủ min rút ngay lập tức đâu. Đối với con này thì tối thiểu min rút của nó là 10 chôn nhá, 10 tơ đề x các bạn sẽ đủ min rút. Thì ở đây các bạn cứ chơi miễn phí thôi, các bạn không vội đầu tư nhá, bởi vì nó đã hoạt động được gần 1 tháng rồi. Những con mà nó mới ra thì các bạn có thể là đầu tư, còn những con mà nó đã ra lâu như này rồi thì các bạn không cần đầu tư nhé. Các bạn chơi miễn phí. Khi nào mà các bạn có số dư của bạn đây nó có đủ là 10 chôn thì các bạn sẽ nhấn vào rút thôi. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào 10, sau đó các bạn sẽ nhấn vào xác nhận rút tiền là nó tự động bay về cái địa chỉ ví này của bạn nhé. Ok chị ạ? Rồi bây giờ mình nhấn vào ba gạch ở trên góc cùng này, nó có phần là chương trình liên kết giới thiệu này, các khoản thanh toán và câu hỏi thông cảm liên hệ chúng tôi. Ok, bạn nào mà muốn lấy địa chỉ link đi tiệc cấp dưới thì các bạn sẽ nhấn vào phần chương trình liên kết, nếu như mà không có ấy, thì ở đây nó hiện không có nha,
không có ấy, thì các bạn sẽ nhấn tiếp vào trên góc cùng này, sau đó các bạn sẽ nhấn vào tài khoản này. Rồi thì ở đây các bạn sẽ kéo xuống nha. Đây, cái link liên kết giới thiệu của bạn đây, các bạn có thể copy cái địa chỉ link này đi tiện cấp dưới nha, ok chị ạ. Thì ở đây mình chưa cập nhật email của mình thì mình sẽ không thể nào cập nhật được. Đối với trang này thì mình có nhớ là mình đã từng chơi rồi và mình đã quên cái địa chỉ ví chôn đó, không biết để mình dùng cái ví trên sàn Binance hoặc là dùng PocketPay mình cũng không hiểu nữa, quên mẹ rồi. Ok, khi nào mình rảnh lấy sau nhé. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trang thứ hai để cho các bạn đào chôn thụ động rồi nhé. Ở đây là đào thụ động và miễn phí, các bạn cứ đăng ký vứt vào đây thôi, tùy nó chạy như nào thì chạy. Và các bạn lưu ý đừng có quên cái địa chỉ mà các bạn đã đăng ký nhé, địa chỉ ví chôn. Và em ai bạn cảm nhận bạn cũng không nên quên nhé. Mình đã quên rồi thì khả năng là mình sẽ liên hệ họ để lấy lại thôi. Ok, mình sẽ chuyển ra trang thứ 3 nhé. Rồi đây chính là trang thứ 3 mà mình chia sẻ cho các bạn là trang đào Dogecoin nhé, khai thác Dogecoin dễ dàng đây. Mỗi tuần lợi nhuận lên đến hơn 500%, uầy, khá là kinh khủng nha. Đối với trang này thì cũng hoạt động được vài ngày trước, có thể là một tuần trước rồi nhé. Các bạn mà muốn đầu tư thì đầu tư, còn không thì thôi, các bạn chơi phờ đi thôi. Ở đây nó có các gói đầu tư đây. Cái gói nhỏ nhất thì các bạn sẽ mất 200 Dogecoin và hàng ngày các bạn sẽ nhận được là 2,8 Dogecoin. Thời gian tức thì 365 ngày. Nó cho các bạn cái gói này hoạt động một năm trời luôn nhá. Ok. Ở đây mình xem tổng số người đã tham gia đây. 13.000 rồi nhá. Và tổng số đầu tư và tổng số đã rút. Thì ở đây các bạn sẽ nhập địa chỉ ví Dogecoin của các bạn vào đây nhé. Các bạn cứ lấy cái địa chỉ ví Dogecoin nào cũng được, trên sàn nào cũng được hết nha. Hoặc là trên ví PocketPay đều được hết, hoặc là ví MetaMask, rồi TrueWallet, hoặc là C98 đều được hết nha, ok chị ạ. Rồi đây các bạn sẽ dán vào cho mình. Ở đây mình đã có một cái tài khoản, không biết là cái này phải hay không, mình cứ nhập xem. Ok, đúng là cái này nhá. Rồi sau khi các bạn mà đăng nhập vào xong thì các bạn sẽ nhận được là 100 GH trên giây nhá. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem luôn đây. 100 GH trên giây để cho các bạn đào Dogecoin thụ động và miễn phí nhá. Đối với con này thì min rút của nó là 50 Dogecoin nhá. Các bạn cũng đăng ký rồi vứt ở đây, khi nào mà các bạn có thời gian thì các bạn đi vào xem. Nếu mà nó chưa sập thì các bạn đủ min rút thì các bạn sẽ nhấn vào cái ô này cho mình rồi các bạn rút tiền thôi. Thì ở đây các bạn có thể dịnh ra tiếng Việt nha, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn về các bạn là không dịnh ra tiếng Việt. Về con này mình sẽ hướng dẫn các bạn cực kỳ là nhanh nhá, bởi vì nó cũng không có quá là nhiều quy tắc và điều kiện ở trên trang web này đâu. Thì ở đây các bạn có thể xem min rút tối thiểu là 50 Dogecoin nhé. Thì mình vừa đăng ký vài ngày trước thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể nhập email của các bạn vào đây nha. Rồi phần cuối cùng các bạn sẽ nhấn vào Confirm Withdrawal cho mình. Ở đây nó có phần đây, các bạn cứ nhấn vào đây cho mình. Sau đó các bạn cũng chỉ việc chờ đợi cái Dogecoin này nó về địa chỉ ví của bạn thôi nha. Đối với hiện tại con này thì ở bên Tây họ cũng đầu tư khá là nhiều, nhưng mà ở bên mình thì mình cũng không biết được có nhiều bạn biết đến và đầu tư hay không. Ok, như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cái trang thứ 3 để cho các bạn đào coin, đào Dogecoin thụ động này rồi nhá. Đối với những coin như này thì chắc chắn các bạn cũng đã chơi rất là nhiều rồi, về việc mà mình cũng không hướng dẫn các bạn quá là nhiều nữa, bởi vì nó cũng không có gì là đặc biệt và khó khăn gì cả. Ở đây nó hoàn toàn đơn giản thôi. Nó có phần dịch ra tiếng Việt. Nếu các bạn mà đăng nhập qua cái trình duyệt của các bạn thì các bạn sẽ dịch ra tiếng Việt cho nó đơn giản hơn nha. Ok.
Bây giờ mình sẽ chuyển ra con tiếp theo nha. Và đây chính là con thứ 4 mà mình chia sẻ cho các bạn nhé. Đối với con này thì chắc là mình cũng đã có một video trước từng chia sẻ cho các bạn cách đăng ký và hoạt động trên web rồi. Thì ở trong video này thì mình sẽ tổng hợp và mình chia sẻ cho các bạn nhé. Tiền thưởng 4 đô miễn phí nền tảng khai thác trên đám mây cho Dogecoin, Tron, Litecoin và Binance. Ui. Ok, thì ở đây các bạn có thể có phần đăng ký. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào đăng ký cho mình. Rồi ở đây các bạn sẽ nhấn email rồi tạo mật khẩu. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào tôi là con người rồi nhấn vào đăng ký thôi. Và đây mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình nhé. Và sau khi các bạn đăng nhập tài khoản vào xong thì nó sẽ có giao diện như này. Đối với con này thì cũng hoạt động chắc cách đây 1-2 tuần trước rồi. Đối với hiện tại thì cũng khá là uy tín nhá. Đối với bên Tây và bên mình thì cũng có khá là nhiều bạn đang đầu tư và chia sẻ con web này nhá. Đối với các bạn mà chưa biết đến thì các bạn có thể là không cần đầu tư nhá. Các bạn chơi miễn phí thôi. Thì ở cái phần khai thác mỏ này thì năng lượng hiện tại của mình là 236 GH trên giây tổng công suất. Và năng lượng không sử dụng hiện tại của mình là 1 GH trên giây. Hiện tại còn 1 GH trên giây nhé. Đối với trang này thì các bạn có thể đào được 4 đồng coin này nhé. 4 đồng coin là cùng một lúc luôn. Rồi ở đây bạn có thể là bạn chia cái GH trên giây này cho nó giảm nhẹ một chút. Rồi bạn sẽ nhấn vào mỗi con bạn sẽ cho nó nhảy một chút xíu GH trên giây nhé. Cứ kéo thanh này mắc lên là bạn sẽ tự động nhận được thôi. Ok chị ạ. Và ở đây mình đang đào cái đồng Binance thì mình sẽ đào nguyên cái đồng này thôi. Và sau khi bạn kéo nó mắc xong thì bạn sẽ nhấn vào cứu cho mình. Đây nó có phần là tiện kiểm phân phối đây. Cập nhật thành công đây. Bạn muốn đào đồng nào thì bạn cứ kéo cái thanh này nó chảy mắc lên cho mình. Tức là bạn sẽ đào một đồng thôi. Và đối với khả năng các bạn đào một đồng thì nó sẽ đủ minh rút nhanh hơn. Ok chị ạ. Rồi cái phần đây các bạn mà đang đào cái đồng chôn thì các bạn muốn rút chôn thì các bạn sẽ nhấn vào rút. Và muốn tái đầu tư thì các bạn sẽ tái. Các bạn đào được bao nhiêu thì các bạn sẽ tái đầu tư. Thì ở đây nó cũng có số dư tối thiểu để các bạn tái đầu tư nhá. Mình sẽ nhấn vào chôn xem nào. Ok, về cái phần tái đầu tư đây. Các bạn phải có 0,2 chôn thì các bạn mới tái đầu tư được nhé. Đâu cái phần Dogecoin xem nào. Dogecoin thì tái đầu tư nó lớn hơn nha. Ok chị ạ. Và cái phần tiếp theo đó chính là cái phần rút tiền này. Nếu như các bạn mà muốn rút đồng nào thì các bạn sẽ nhấn vào rút thôi. Giả sử như các bạn đang đào chôn thì các bạn nhấn vào chôn, đang đào Litecoin các bạn nhấn vào rút Litecoin, đào cái đồng Dogecoin thì các bạn sẽ nhấn vào Dogecoin. Rồi ở đây các bạn sẽ nhấn vào cái địa chỉ ví Dogecoin, sau đó các bạn sẽ nhấn vào rút cho mình nhá. Ok chị ạ. Rồi các phần tiếp theo đó chính là cái phần Binance. Và cái phần Binance này nếu như các bạn mà hiện tại giống như mình đây, mình đang đào cái đồng Binance thì min rút tối thiểu của nó là 0,1 Binance nhé. Thì sau khi bạn mà đủ min rút thì nó sẽ hiện cái phần địa chỉ ví ở đây. Giả sử như cái đồng Dogecoin này thì các bạn sẽ nhấn vào đây, nó có phần nhập địa chỉ ví nhé. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây rồi các bạn sẽ rút thôi. Đối với con này thì rút tiền 100% là rút được nhá. Ok chị ạ. Và bạn nào mà chưa chơi hãy nhanh tay chơi cho mình nhá. Đối với con này thì khá là uy tín ở thời điểm hiện tại. Ok. Thì mình tiếp tục chuyển ra con thứ 5 nhá. Ok, về cái phần tiếp theo gửi tiền là các bạn. Đây, cái phần gửi tiền là các bạn có thể là đầu tư. Các bạn nhấn vào gửi tiền đây. Đối với con này thì nó cũng có bạo trì nhá. Nó bạo trì một ngày nó cũng có luôn. Các bạn mà tin tưởng thì các bạn có thể đầu tư.
Giống như hiện tại mình cũng đang đầu tư một lần vào đây rồi. Đối với trang này thì mình thấy cũng khá là ngon. Rồi phần tiếp theo đó chính là phần chi nhánh này, liên kết giới thiệu tổng đại lý của bạn để đi kiếm doanh thu, ok chưa ạ? Rồi đây các bạn có thể xem nhé. Số cấp dưới của mình đầu tư đây cũng có khá là nhiều. Ông đang đầu tư vào đây rồi. Thì đây, cấp 2 18 người và cấp 1 là 67 người nhé. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo ở đây các bạn sẽ copy cái địa chỉ link này đi tuyển cấp dưới nha. Đây. Ok, bây giờ mình sẽ sang tiếp theo đó chính là tiền thưởng nhé. Đối với tiền thưởng này ấy, thì các bạn xem nhé, phần thưởng ngẫu nhiên từ 1 cho đến 5 GH trên giây cứ sau 6 giờ các bạn vào đây yêu cầu một lần nhé. 6 giờ các bạn sẽ nhận được 1 GH trên giây, bạn muốn đủ min rút nhanh thì bạn làm cách này cho mình nha, ok chưa ạ? Đối với con này thì mình thấy khá là ok nha. Rồi tiếp theo đó chính là cái phần đánh giá chiến dịch trên YouTube nhé. Bạn sẽ nhận được là từ 20 GH trên giây cho đến 8.000 GH trên giây nhé. Ôi, 8.000 GH trên giây thì hàng ngày chạy khá là êm đó. Và ở đây là nó có yêu cầu đánh giá của các bạn nó phải chất lượng nhé. Và yêu cầu phải có ít nhất là từ 100 người đăng ký trở lên thì bạn mới có thể là tham gia được cái chương trình tiền thưởng này nha. Tiền thưởng cái chiến dịch này thì các bạn cũng phải nói chuyện, chứ các bạn không được dùng Google dịch thì các bạn sẽ không được nhận cái gói này nha, nó sẽ không chấp nhận để các bạn nhận cái tiền thưởng này đâu, ok chưa ạ? Rồi mình sẽ quay sang phần khai thác mỏ tiếp này. Và như vậy mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trang này cách hoạt động và rút tiền rồi. Nếu như bạn mà không hiểu thì các bạn có thể xem lại các video trước của mình nhé, trước mà mình chia sẻ cho các bạn ấy. Những trang video trước đó thì mình chia sẻ cho các bạn nó có thể là kỹ hơn, thì các bạn có thể xem lại trang video trước nhé. Ở đây nó có phần nhóm và cái phần liên hệ bên trang web này nhé, ok chưa ạ? Bây giờ mình sẽ chuyển ra trang tiếp theo nha. Và đây chính là trang tiếp theo mà mình chia sẻ cho các bạn trong video này nhé. Đối với trang này thì mình cũng đã từng có một video mà mình chia sẻ cho các bạn rồi. Thì ở trang này thì chắc có một số bạn đã từng đăng ký và tham gia cùng mình từ lúc đầu video, thì các bạn cũng đã đầu tư thì các bạn cũng đã rút được khá là nhiều lần rồi. Đối với trang này thì hiện tại cũng có khá là nhiều người đang chơi và review khá là hot ở bên Tây nhé. Thì ở đây các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được là $3 miễn phí đây. Và khai thác Bitcoin, và ở đây nó có phần công ty khuyến mãi và hỗ trợ kỹ thuật đây. Thì sau khi các bạn đăng ký xong thì các bạn chỉ nhận được một cái gói máy đào này thôi nhá. SHA và 256 đây, 01, 02, 03. Đối với 02 và 03 thì các bạn sẽ phải đầu tư nhá. Các gói này, ok chưa ạ? Ok, thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào đăng ký cho mình hoặc là nhận miễn phí này. Rồi nó sẽ có giao diện như này. Và tên đăng nhập các bạn điền tên đăng nhập không dấu và không hoa cho mình nhé. Sau đó các bạn sẽ điền email và mật khẩu, rồi xác nhận là mật khẩu tôi không phải là người máy. Rồi nhấn vào đăng ký cho mình. Ok, mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình nha. Đối với trang này thì cũng từng bảo trì khá là nhiều lần rồi, thì mình chắc chắn trang này nó cũng khá là uy tín nhá. Nếu như những trang mà nó bảo trì ấy thì mình thấy thật sự nó hoạt động được một vài ngày và cũng khá là hot. Bởi vì lúc đầu ấy thì nó sẽ không hot và không ai biết đến, và càng về sau thì có càng nhiều người biết đến nhá. Bởi vì nó mà bảo trì ấy. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào khai thác mỏ này cho mình. Rồi các bạn sẽ kéo xuống nhá. Cái phần ba cái phần này thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần đầu tiên, SHA 256 này cho mình thôi. Thì ở đây các bạn sẽ đào được Bitcoin và Bitcoin Cash, và cái coin này là coin gì nhỉ? Nói chung là mình không đọc hiểu về cái chữ của nó nha.
các bạn thông cảm cho mình. Và cái quay tiếp theo đó chính là chôn, thì hiện tại mình đang đào chôn nhé. Rồi cái máy đào tiếp theo đó chính là đào được can đồng ở đây. Thì những cái đồng này thì các bạn phải đầu tư nhé. Còn 03 xem, 03 cũng vậy nha, các bạn phải đầu tư thì các bạn mới chơi được. Thì các bạn chơi miễn phí thì các bạn chỉ đào được 4 cái đầu quay ở đây thôi nha. Ok chị ạ. Và hiện tại tôn độ băng của mình là 223 GHz/giây, đã được sử dụng 100%. Ok, còn lại của mình là 0 GHz/giây luôn. Các bạn cũng nên đào một đồng nguyên cho mình thôi nhá. Nếu bạn mà đào nhiều đồng khác nhau thì khả năng bạn đủ min rút của nó hơi chậm một chút xíu. Rồi tiếp theo, các bạn rút tiền thì các bạn sẽ nhấn vào thang bằng cho mình. Và ở đây nó có phần gửi tiền và rút tiền. Đây nó có phần đặt cọc và rút tiền. Thì đối với các bạn gửi tiền thì các bạn tự nhấn vào gửi tiền. Còn mình hướng dẫn các bạn rút tiền, mình sẽ nhấn vào rút này. Rồi ở đây mình đang chơi cả đồng chôn thì mình sẽ nhấn vào chôn. Còn các bạn mà đang đào đồng nào thì các bạn sẽ đào đồng đó thôi nhá. Giả sử như đâu nhỉ, cái đồng Bitcoin này 0.02 nhá, 0.02 Bitcoin. Nếu như mà các bạn muốn đầu tư thì các bạn đầu tư càng sớm càng tốt nhá. Bởi vì ở đây những bạn mà chơi miễn phí thì khả năng các bạn mà đủ min rút của nó hơi chậm, cho nên các bạn đầu tư thì các bạn đầu tư càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu như chơi miễn phí và min rút của nó cao ấy, khả năng là nó sẽ đi đường dài một chút xíu nha. Ok chị ạ. Chơi miễn phí thì các bạn chỉ đào được 4 đồng khác nhau ở đây thôi. Và phần tiếp theo đó chính là phần mua này, và tiếp thị này, và máy tính đối tác này. Và tiếp thị đó chính là cái phần các bạn lấy địa chỉ link nhé. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn về các bạn là cái phần máy tính thôi. Sau đó mình sẽ chuyển sang trang tiếp theo nha. Và ở đây nếu như các bạn mà muốn đầu tư đây nhá, các bạn sẽ chọn đơn vị tiền đây. Các bạn sẽ chọn giả sử như là 1 LTC xem như nào đã. Và 1 LTC thì bạn sẽ nhận được là 709 GH/giây nhá, MH/giây. Thì ở đây 709 thì trang đào khá là nhanh. Rồi đây hàng ngày bạn sẽ nhận được là 1.40% nhá. Tổng thu nhập hàng ngày của bạn sẽ nhận được là 1.40%. Và bạn nhận tổng lợi nhuận của bạn sẽ là 0.01 LTC. Ok. Ở đây nó có phần tính sẵn rồi, bạn tự tham khảo cho kỹ như vậy nhá. Hiện tại thì chẳng các bạn mà muốn an toàn thì cũng không cần đầu tư đâu, các bạn cứ chơi miễn phí thôi. Ok, về cái phần đối tác là cái phần các bạn có thể xem các bạn mà tuyển được bao nhiêu người nhé. Các phần tiếp theo số liệu thống kê xem đã. Và cái phần số liệu thống kê là ngày làm việc đã hoạt động được 10 ngày rồi nhé. Với trang web này đã hoạt động được 10 ngày rồi. Và hiện tại đã có trên cả thế giới là 95.000 người đã tham gia nhé. Tổng đầu tư đây các bạn có thể xem 47.000 USD đã từng đầu tư vào đây, và tổng thanh toán là 14.000 USD nhé. Ok. Các bạn mà chơi miễn phí thì các bạn cứ đào 4 cái đồng coin này thôi, còn lại các bạn không cần quan tâm nhé. Ok. Đối với trang này thì các bạn đăng ký xong thì các bạn tự động sẽ nhận được là 200 GH/giây, tức là 4 đô nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang trang tiếp theo nhé. Và đây chính là địa chỉ ví Chovalet của mình. Bây giờ mình sẽ lấy cái địa chỉ ví Solana nhé. Trang tiếp theo mình chia sẻ cho bạn chính là trang đào Solana ở đây. Thì ở đây bạn sẽ nhấn vào đường link của mình thì nó sẽ có phần như này nhé. Thì tùy các bạn nhấn vào chúng đường link nào thì chúng thôi. Ở đây mình cũng không chắc chắn là trang hiện tại mà mình chia sẻ nó là trang thứ bao nhiêu nhé, mình cũng quên mất rồi. Thì ở đây các bạn sẽ nhấn vào đây, nó có phần trang đăng ký đây. Các bạn sẽ dán cái địa chỉ của các bạn vừa copy trên ví Chovalet hoặc là trên Binance,
hay là bất kỳ sàn giao dịch nào có địa chỉ ví Solana các bạn copy, sau đó các bạn dán vào đây rồi các bạn nhấn vào bắt đầu. Đối với trang này thì cực kỳ là mới thôi, gọi là trang mới thôi nha các bạn. Đây, hiện tại mình đã đào được là 0.00003 chôn, và ở đây các bạn có thể xem cái min rút của nó đã. Đầu tiên thì quan tâm đến rút tiền rồi, thì mình cũng quên cái min rút của nó là bao nhiêu rồi nhá. Rồi đây, min rút của nó cũng khá là thấp, 0.01 Solana thôi. Và tối đa thì các bạn rút thì nó mất tầm khoảng là 100.000 Solana thì các bạn cũng rút được nhá. Tối đa là như vậy. Đối với trang này thì các bạn không phải đầu tư nhá, các bạn cũng chơi miễn phí 100% thôi. Thì ở đây các bạn muốn nhập số Solana các bạn muốn rút thì các bạn sẽ nhập thôi. Giả sử như nó bảo 0.1 thì mình hơn thì mình nhấn vào 0.2 thế thôi. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào xác nhận và tiếp theo đó mình chỉ việc chờ đợi tiền về thôi nhá. Tiền về thì có một số trang web ấy thì nó sẽ về cực kỳ là nhanh, còn một số trang web thì nó có thể là sau 24 giờ hoặc là sau 48 giờ nhá, ok chưa ạ? Rồi tiếp theo bạn có thể kéo xuống dưới này đây. Nó có phần công ty về chúng tôi, các khoản thanh toán và giá trị của chúng tôi, cơ hội thường gặp, chi nhánh, liên hệ chúng tôi, ok. Bạn có thể nhấn vào đây xem thử nhá. Mình sẽ quay trở lại trang chủ thôi. Ok, đối với cái phần tiếp theo đó chính là cái phần đây, dữ liệu liên kết. Chương trình liên kết nhận 7% khi giới thiệu nhá, khi giới thiệu cấp dưới của bạn. Và đây nó có phần thêm hoa hồng đây. Sau khi bạn mà đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được là 1DH trên giây nhá. Thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được là 0.003 Solana mỗi ngày. Thì đối với trang này mình không khuyên các bạn đầu tư nhá. Những trang mà đào quay kia thì các bạn đầu tư khả năng là các bạn rút được cao hơn. Còn trang này thì mình không chắc chắn nhá, ok chưa ạ? Bạn nào mà muốn đầu tư thì các bạn có thể tham khảo về cái phần dưới này đây. Thì tùy các bạn thôi nhá. Hàng tháng, hàng năm là bao nhiêu phần trăm thì tùy các bạn thôi. Ở đây thì mình không khuyên các bạn đầu tư vào đây đâu. Những trang mà nó đào coin như này thì mình không khuyên các bạn đầu tư vào đây nhá. Nếu các bạn mà muốn đầu tư thì tôi nhận các bạn đi xem công ty và ủng hộ và xem các gói khác nhau và cái liên hệ họ như nào và công ty họ hoạt động như nào rồi các bạn mới đầu tư nhá. Còn hiện tại thì mình cũng khuyên các bạn nên chơi phờ đi, đào phờ đi như mình thôi nhá, ok chưa ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang tiếp theo, cũng chính là trang web đào chôn nhá. À, đào Solana nhá, mình nói nhầm chôn. Mình hay chia sẻ cho các bạn là trang đào chôn nói hơi nhầm một chút xíu, các bạn thông cảm cho mình nha. Và đây chính là trang tiếp theo mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn nhấn vào đường link của mình thì nó cũng sẽ có giao diện như này. Thì ở đây các bạn xem nhá. Khai thác Solana và chào mừng ông đến với Solana Mining. Khai thác Solana một cách dễ dàng. Ok, các bạn tự đọc cho mình. Các bạn sẽ kiếm được 1% trên các khoản đầu tư của mình trong 365 ngày nhé. Tổng thu nhập là 365%. Mỗi một ngày bạn sẽ nhận được là 1%. Đối với trang này thì các bạn đầu tư thì đến khi nào nó sập thì thôi. Thì con này cũng đăng ký cũng quá là đơn giản rồi, cũng khá là giống con đầu mà mình chia sẻ cho các bạn. Thì bước đầu tiên đây, các bạn sẽ nhấn vào đây, nó có phần là địa chỉ ví Solana của bạn. Bạn copy địa chỉ ví Solana của bạn trên sàn giao dịch nào hoặc là trên ví cá nhân của bạn thì bạn copy xong các bạn dán vào đây cho mình. Tiếp theo bạn sẽ nhấn vào bắt đầu thôi. Và sau khi bạn đăng nhập vào xong thì nó sẽ có giao diện như này. Thì ở đây mình sẽ vượt cho các bạn xem số dư nhé. 0.001 Solana nhé. Hiện tại ấy, thì đối với trang này thì cũng mới ra thôi nhé các bạn. Đối với trang này thì mình khuyên các bạn nên chơi miễn phí nhé, không nên đầu tư nhé. Ok chưa ạ? Mà dù ở đây nó hiện là 365 ngày ấy, thì khiến cho các bạn mà rất là thích, nhưng mà thật ra ấy thì trang gì nó đã hoạt động được đến lúc đó đúng không? Các bạn không nên đầu tư nhá, các bạn chơi miễn phí thôi.
chậm thì chậm, các bạn đăng ký vứt vào đây kể mẹ nó. Khi nào mà các bạn rảnh rỗi thì các bạn vào đây xem, nếu đủ min rút thì các bạn nhấn bùng phát là các bạn rút thôi. Ok chị ạ. Rồi tiếp theo ở đây chính là phần máy tính tính lợi nhuận của các bạn. Số tiền các bạn đặt cọc là bao nhiêu nhé. Các bạn muốn đầu tư bao nhiêu vào đây thì các bạn sẽ nhận được mỗi phút và mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi tuần. Các bạn sẽ nhận được là bao nhiêu Solana. Ok, các bạn đầu tư thì chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn rồi và rủi ro của nó cũng sẽ có nhạ. Ok chị ạ. Thì trên đời này đầu tư vào đâu thì nó cũng có rủi ro hết. Các bạn nên hiểu nha. Hiện tại thì đồng Solana này khá là VIP, luôn luôn chiếm tốt trên thị trường rồi. Ok, về cái phần đây, phần gửi tiền và phần rút tiền, đây mình nhấn vào rút tiền cho các bạn xem. Và đối với trang này thì min rút của nó cũng khá là thấp nhá. Đây, số tiền rút tối đa và số tiền rút tối thiểu. Đối với con vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn là 0.1 hay là 0.01 nhỉ. Con này thì 0.05 Solana các bạn mới rút được nha. Hiện tại thì mình cũng gần đủ min rút rồi. Các bạn cứ đăng ký rồi các bạn vứt vào đây rút tưởng thì ăn không được thôi nhá. Đối với trang này thì nó còn không bằng con vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn. Thì ở đây nó không công khai cái công ty và nhóm của nó thì mình khuyên các bạn không nên đầu tư nhá. Nó cũng có khá là ít các dịch vụ ở đây để cho các bạn xem, các bạn không nên đầu tư nhé. Các bạn đăng ký vào xong thì các bạn vứt vào đây. Ok. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ cho bạn trang đào Solana này rồi nhé. Với trang rút tiền và đào hay là máy tính ở trên này thì mình cũng đã điều hướng dẫn hết các bạn rồi. Đối với trang cuối này thì nó có dịch vụ khá là ít thì các bạn không nên đầu tư nhé. Mình nói 2-3 lần rồi. Các bạn chỉ nên chơi miễn phí thôi nha. Rồi bây giờ mình xin dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video có ích cho bạn và có giá trị cho bạn thì bạn hãy để lại cho mình một like, một lời đăng ký kênh. Và nếu như bạn mà là người xem video đầu tiên nhận được cái phần quà nho nhỏ từ kênh của mình thì bạn đừng quên comment xuống phần bình luận video để cho những bạn vào sau không mất công nhập lại cả mã thẻ đó nữa nha. Ok, xin chào và gặp lại các bạn trong video tiếp theo.